Bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam đang ở khu vực chợ Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tấn sẽ chạy vô hướng ấp Gò Cá của xã Tân Phong này để quay cho cô chú anh chị coi những cái lô đất có giá bán là 130 triệu thôi. Đó, vừa qua chợ là mình sẽ quẹo phải vào cái đường nhựa nhỏ này nè. Còn nếu đi thẳng xích lên á, là ủy ban xã rồi bờ kênh Tân Hưng. Đất là mặt tiền bờ kênh đó cô chú anh chị, cho nên mình chạy xích tới rồi mình quẹo phải theo đường bờ kênh là vô tới ngay đất luôn nha. Đó, còn giờ mình đi cái đường cho nó đẹp là chúng ta sẽ đi vô cái đường nhựa. Cái đường nhựa này là cặp bên hông của chợ Tân Phong nha, dễ biết nè. Đó, vô tới khúc trong thì cái đường nó càng bự ra. Bây giờ mình chạy thẳng cái đường nhựa này để vô hướng ấp Gò Cá. Đó, từ đây đi vô tới đất là đi ngang chợ Gò Cá luôn á. Đất là hướng nam nha, mặt tiền bờ kênh Tân Hưng nha. Mặt tiền bờ kênh Tân Hưng có giá bán là 130 triệu một lô thôi. Cô chú anh chị muốn mua đất thì xem video này của Tấn nha. Đây là dòng kênh Tân Hưng nè cô chú anh chị ơi. Tấn gần tới khu đất đang cần bán rồi nha. Thì cái đường bờ kênh này á, hai bờ là chúng ta thấy là xe cộ đi đều được nha. Từ chợ Gò Cá đi vô á cô chú anh chị, là chúng ta đi cái bờ bên kia á, đẹp hơn nếu mà cô chú anh chị đi bằng xe ô tô nha. Tại vì cái đường phía bên đây nè, khúc ngoài chợ Gò Cát á, nó có mấy cái ổ gà, ô tô vô cũng khó lắm, đi xe máy thì được. Ngoài chợ Gò Cát đi vô thì chúng ta đi cái bờ bên kia, xong rồi chạy ngang qua đất luôn, chạy xích vô á là có một cây cầu, tải trọng tới 6 tấn lận, là ô tô hay là xe tải nhỏ đâu đó là qua được nha. Cây cầu tới 6 tấn lận. Thì Tấn vừa qua cầu, bây giờ đi tới miếng đất đang cần bán nè. Thì khu đất đang cần bán là có cái nhà ở phía trước mặt kìa cô chú anh chị, bên tay phải nè. Mặt tiền đường bờ kênh ha, khu đất này là hướng nam. Đó, trong đây là có nhiều lô. Căn nhà này thì đang dọn nha, để bàn giao đất trống á. Thì đất ở đây á, trên sổ là đất cái lâu năm nha cô chú anh chị, lên được thổ cư nha. Những cái miếng đất cặp theo hai bên bờ kênh nè là lên được thổ cư hết nha. Rồi bây giờ Tấn sẽ quay đất cho cô chú anh chị coi ha. Địa chỉ ở đây là ấp Gò Cá, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Cô chú anh chị thấy là cái đường bờ kênh nè rất là rộng ha, hai chiếc ô tô tránh nhau thoải mái luôn. Rồi cái kênh Tân Hưng nè được xây xi măng. Đó, nước quá chừng luôn, nhìn nó mát mẻ. Và dưới kênh này cá rô phi nhiều lắm, rảnh rảnh ra ngồi câu cá rô phi thư giãn ha. Đây thì miếng đất đang cần bán là cái khu đất bên đây nè. Cái căn nhà này là coi như ngay khúc giữa đất nè. Rồi miếng đất đang cần bán là dài lên tới đám mì phía trên luôn. Thì ở đây á, em Sương nói là có tới 18 lô ngang 5m. Còn cái chiều dài á là từ 35 tới 40. Diện tích của mỗi lô á là khoảng 200m² nha. Đất cây lâu năm nha cô chú anh chị. Xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch á thì màu hồng, tức là lên được thổ cư, là đất bên đây cặp bờ kênh nè, với lại đất bên kia cặp bờ kênh á là cũng màu hồng luôn, là lên được thổ cư nha cô chú anh chị. Đó, đường bờ kênh thì ô tô đi thoải mái. Cái đường bờ phía bên đây nè, cái khúc ngoài chợ Gò Cát á, đó mình đi thẳng ra hướng này là chợ Gò Cát nè. Ở đây ra chợ chắc cỡ gần cây số nha. Thì cái khúc ngoài chợ á, cái đường bên đây nó có mấy cái ổ gà, cho nên từ chợ đi vô là chúng ta đi cái bờ bên kia á. Nếu mà đi ô tô thì đi cái bờ bên kia nó sẽ dễ hơn. Mình chạy xích vô theo chiếc xe tải á, vô trong có cây cầu 6 tấn là mình sẽ quay đầu xe lại đây nha. Đây, có căn nhà đang dọn nha cô chú anh chị. Rồi, nhìn lại hướng này Tấn sẽ nói thêm nè.
đi ra hướng này cỡ chừng 3,5 cây là cái đường Bọc Bông, đường nhà máy mía đường Thành Thành Công á. Cho nên là từ ở ngoài cái đường nhà máy mía đường Thành Thành Công đi vô cũng được luôn, là khoảng 3,5 cây đó. Hoặc là từ quốc lộ 22B chợ Tân Phong đi ngang chợ Gò Cá vô đây cũng được luôn, là có hai hướng nha. Nếu chúng ta đi thẳng cái đường bờ kênh này ra gần 5 cây là ra quốc lộ nè đó. Cái kênh Tân Hưng này là ra thẳng ngay quốc lộ luôn nha, ra ngay ủy ban xã, công an, trường học rồi đó, là cứ chạy thẳng cái đường bờ kênh là tới. Bên kia vẫn thấy là xe tải qua lại nhiều ha, bên kia là có nhà hàng xóm nè. Rồi ngay giữa khu đất á là có một cái đường nè cô chú anh chị, cái đường này là trên sổ có luôn nha. Cũng như những cái lô mà ngay góc ngã ba hai mặt tiền như vậy nè thì giá nó khác. Còn em Sương bán lô 5m chiều dài 35-40 á thì mỗi lô như vậy có giá bán là 130 triệu. Lô 5m thì có tất cả là 18 lô lận. Em Sương nói là 2-3 bữa nữa là sẽ cấm trụ ranh giới rõ ràng từng lô luôn nha. Hiện tại là chưa cấm đó, hiện tại chưa có cấm trụ xi măng. Thì vài bữa nữa là cấm trụ xi măng luôn, ranh giới rõ ràng. Cái khúc đường này á thì mới làm lại cho nó liền lạc này cô chú anh chị. Cái vị trí này nè là cách chợ Tân Phong khoảng 6 cây, cách chợ Gò Cát là gần 1 cây ha. Từ thành phố Tây Ninh lên tới đây nè là 27 cây, chỗ này cách núi Bà Đen á có 17 cây thôi. Nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là 115 cây đó, thì cái miếng đất đang trồng mì nè cô chú anh chị đó. Nền đất ở trong thì cao ráo bằng phẳng ha, nó thấp hơn cái bờ kênh chút xíu nha, giá rẻ 130 triệu một lô thôi đó. Phía bên kia là có nguyên dãy nhà hàng xóm luôn, có khoảng 6-7 căn nhà của hàng xóm phía đối diện nha. Đó, mình nhìn ra phía ngoài cũng có nhà kìa, trong đó cũng có nhà, rồi sau lưng là cũng có cái nhà nè. Chỗ này có máy bơm nước lên để tưới mì, rất là tiện luôn cô chú anh chị. Ngay bờ kênh nước thoải mái nè. Kênh Tân Hưng là lấy nước từ hồ Dầu Tiếng nha, nước trong xanh luôn. Bên dưới đây cá rô phi rất là nhiều, rảnh rảnh ra ngồi câu cá thư giãn tuyệt vời luôn nha. Đó, bơm nước vô để tới cái vườn mì nè. Thì chỗ này có nhiều lô, cô chú anh chị là có thể mua một lô hay là mua rất nhiều lô cũng được nha. Mua 2-3 lô hay là mua hết luôn cũng được. Ngay giữa miếng đất đang cần bán thì có cái đường, đường trên sổ hồng có thể hiện luôn. Bây giờ cô chú anh chị mua thì sẽ ra sổ hồng riêng từng lô luôn nha, đứng tên chính chủ luôn nha. Có căn nhà đang dọn, có mấy cây dừa. Thầy định vị Google Maps Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Bây giờ Tấn sẽ quay mấy tờ trích lục cho cô chú anh chị xem nha. Thì ở đây là có nhiều lô, mỗi lô hiện tại là có một tờ trích lục riêng. Cô chú anh chị mua là sẽ ra sổ hồng đứng tên riêng từng lô luôn nha. Giờ Tấn sẽ quay một số tờ trích lục cho cô chú anh chị tham khảo nè. Đầu tiên là cái thửa đất 242. Thì cái thửa này có tổng diện tích là 197,8 m². Đó, gần 200 m² ha. Đất này hướng nam nè, chiều ngang 5m và chiều dài 40m. Phía trước thì cô chú anh chị thấy cái đường mặt tiền bờ kênh á, cái đường rất là rộng luôn. Kênh ở phía trước đất là kênh Tân Hưng. Thì ngoài cái đường bờ á là mỗi bên sẽ chừa ra thêm 5m, gọi là phạm vi vùng phụ cận. Thì cái lô này hiện tại là dài 40m nè, chừa ra 5m phạm vi vùng phụ cận, thì chiều dài còn lại được phép sử dụng á là 35m ha. Thì
5 x 35 này là có thể lên được 100% thổ cư nha. Hiện tại là đất cây lâu năm á. Cái phần nằm trong phạm vi vùng phụ cận là đất LUK, tức là đất trồng lúa nước còn lại. Hiện giờ cô chú anh chị mua là không có cần giấy xác nhận là hộ gia đình làm nông nghiệp nha. Một thửa nữa nè, thửa 240 ha. Thì cái thửa này là ngắn hơn chút nè cô chú anh chị. Đó, 5 x 36 nè. Thửa này có tổng diện tích là 177,6 m², cũng có 5 m trong phạm vi vùng phụ cận ha. Và một thửa nữa đây là thửa 245, thì cái thửa này là tới 205 m² nè. Chiều dài á, nó dài hơn chút. Cái thửa này là tới 5 x 42 lận. Thì cái diện tích là có chênh lệch nhau chút xíu về cái chiều dài nha cô chú anh chị. Nói chung là dài từ 35 cho tới 40-42 ha. Tổng diện tích là tầm khoảng 200 m² á, đất cây lâu năm lên được thổ cư. Thì trong cái khu đất của em Sương kêu bán nè, ngoài những cái lô 5 m á, cũng có những cái lô 6-7 m, và có những cái lô nở hậu, hay là những cái lô ngay góc ngã ba hai mặt tiền như thế này ha. Thì những cái lô đó là cái giá khá nha. Còn giờ giá bán 130 triệu á, là chỉ tính những lô ngang 5 thôi. Đó, những lô ngang 5 m là giá bán 130 triệu. Còn những cái lô khá nó bự hơn thì giá bán nó sẽ cao hơn nha. Rồi, nếu cô chú anh chị muốn mua những lô đất này thì liên hệ em Sương. Số điện thoại là 0942 204 977, 0942 204 977, 0942 204 977. Cô chú anh chị nhìn bên phía tay phải, phía vườn dừa nè, đó là có thể thấy được núi Bà Đen nha. Chỗ này cách núi Bà Đen 17 cây, cách thành phố Tây Ninh là 27 cây nha. Rồi bây giờ từ miếng đất Tấn chạy quay ngược lại cây cầu. Cái hướng này á, là ra đường Bột Bông, nhà máy mía đường Thành Thành Công á. Đã quay ra thì cái kênh Tân Hưng là bên phía tay phải nè. Bây giờ Tấn chạy tới cây cầu á, cái qua bên kia cầu, quay ngược trở ra chợ Gò Cá cho cô chú anh chị coi ha. Thì có hai hướng vô, tức là hai đầu của cái bờ kênh này nè. Nếu đi ra cái hướng này là ra đường Bọc Bông, nhà máy mía đường Thành Thành Công là cái đường nhựa lớn á. Còn cái hướng ngược lại là đi ra quốc lộ 22B. Đó, cho nên là hai hướng cô chú anh chị đi vô đều được. Định vị Google Map Tấn sử nghiêm cái đường link để trong phần mô tả, cô chú anh chị coi cái đường nào nó thuận tiện thì chúng ta đi nha. Đây, cây cầu này cách cái khu đất nãy giờ Tấn quay là khoảng 700 m nha cô chú anh chị. Cầu này là xe tải nhỏ, nói chung là dưới 6 tấn là qua được nha. Còn xe ô tô như xe 4 chỗ của Tấn là chỉ có 1 tấn thôi. 1 tấn cộng thêm tấn nữa là 2 tấn là qua cầu thoải mái nha. Đó, thì Tấn nhắc lại, đi ra hướng này là ra đường Bột Bông nè, nhà máy mía đường Thành Thành Công. Ra hướng Tân Hưng, Tân Châu cũng được, hay là ra Mỏ Công, Tân Biên cũng được. Đó, bây giờ qua bên đây thì Tấn sẽ quay ngược lại, là sẽ chạy hướng về chợ Gò Cá, rồi hướng ra quốc lộ 22B nè, là đi về cái hướng này. Đó, thì cái miếng đất là bờ kênh bên kia ha. Nước kênh nhìn rất là đẹp luôn. Đây, từ cây cầu vòng lại 700 m. Thì bây giờ khu đất đang cần bán là bên phía bờ bên kia nha. Nó có căn nhà đó, rồi có máy bơm nước ở phía trước. Những cái miếng đất phía bên đây nè cô chú anh chị là cũng lên được thổ cư hết à. Rồi đi xích tới phía trước là có nguyên dãy nhà hàng xóm phía đối diện. Quay cho cô chú anh chị coi ha. Nông trường TTC Gò Cát.
Đây, nhà cửa hàng xóm đối diện nè. Chỗ này là giống như cái văn phòng của công ty TTC ở chi nhánh Gò Cát vậy ha. Này, nhà hàng xóm đối diện nha. Xích tới phía trước có cây cầu, thì cây cầu ở phía trước á là xe máy qua được. Đây, cây cầu kế bên nè, chạy lên 100m là có cây cầu. Cầu này cầu nhỏ, xe máy qua được thôi. Cái đường bờ bên kia á, mấy cái khúc này nè, xe máy đồ vẫn đi được thoải mái nha. Có ô tô thì đi hơi khó, tại vì nó có ổ gà rồi đó. Cái bờ bên kia á, cô chú anh chị. Đây, ngay chỗ này có cây cầu nè, xe máy chạy qua chạy lại được. Ô tô thì không có qua cầu này được nha. Bây giờ mình chạy xích tới phía trước là có cây cầu bự. Xích tới phía trước là tới đường nhựa luôn á. Thì mình sẽ quẹo phải qua cầu. Đó là tới ngay chợ Gò Cá và trường tiểu học Tân Phong B. Vậy là đất cách chợ Gò Cá không tới cây số nha cô chú anh chị, cỡ chừng 700m thôi. Là coi như hai cây cầu bự ô tô qua được á, là nó cách nhau khoảng 1,5 cây. Thì cái khu đất đang cần bán là nằm giữa hai cây cầu. Cầu trên đây là đường nhựa nè, ngay chợ nè. Miếng đất là nằm giữa hai cây cầu bự ô tô qua được nha. Nếu cô chú anh chị muốn mua đất thì liên hệ em Sương. Còn nếu thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì cô chú anh chị nhớ bấm đăng ký để ủng hộ Tấn. Cô chú anh chị có nhà đất muốn bán và muốn Tấn quay á thì kết bạn Zalo số điện thoại góc trên màn hình nha. Đó, tới cây cầu ngay chợ, ngay trường học. Chỗ này có quầy thuốc tây rồi nè, quán cà phê rồi rất là nhiều nha. Này coi như là trung tâm của ấp Gò Cá là chỗ này nè. Đi thẳng là ra quốc lộ 22B nha cô chú anh chị. Đường bờ kênh này cứ chạy thẳng là ra quốc lộ, ra ngay ủy ban xã luôn. Rồi bây giờ qua cầu. Thì quẹo phải ngay cái bờ bên đây là vô đất nè. Xe máy thì đi nó thoải mái hơn, ok hơn. Đây, ngay chợ nha, chợ Gò Cát. Xích tới phía trước mấy ngói màu đỏ là trường tiểu học đó cô chú anh chị. Đây, ngay phía trước nè là cái ngã tư. Thì quẹo trái ngay chỗ này là quay ra quốc lộ 22B ngay bên hông chợ Tân Phong lúc nãy đó, lúc đầu video clip Tấn quay á. Đó, cái đường nhựa nhỏ mà Tấn nói chạy thẳng vô á là chính là cái đường này luôn á. Ở bên hông chợ Tân Phong chạy thẳng vô là tới đây nha. Thì cô chú anh chị đi tới coi đất, mình có thể đi từ quốc lộ 22B đi vô, hoặc là từ nhà máy mía đường Thành Thành Công đi vô cũng được nha. Đây, trường tiểu học Tân Phong B. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.